hoa văn của mẫu chữ nhật. Anh Diệu Hà ơi, mẫu chữ nhật vua ở chữ nhật 50 nhân 70 có hoa văn anh nhá. Có hoa văn chứ, khuôn phải có hoa văn chứ. Đây em nghiêng một tí cho các bác nhìn hoa cho nó dễ nhá. Tại vì nó mắc cái đáy này. Đó, mắc cái đáy này là nó che cái phần hoa. Đây là các bác tôi nhìn thấy. Máy quay có thể quay gần lên một tí nào. Quay cũng không thấy được vì cái thành của nó là nó kín vào nó cao. Của nó là phúc lộc thọ anh ạ. Khuôn lục giác 55 có đế đôn giá bao nhiêu? Anh ơi em có lục giác 45 anh ạ. Khuôn tròn 1m2 bao nhiêu tiền vậy shop? Khuôn tròn 1m2 nếu mà anh lấy cả chân đôn á. Khuôn tròn 1m2 anh lấy cả chân đôn thì giá của nó là 4000 anh nhá. Nó là 4 củ đấy ạ. Vâng đúng rồi anh Hà Diệu ạ. Chữ nhật 50 x 70 có giá là 3400 anh ạ. Đúng rồi ạ, đúng rồi đấy anh ạ. Anh Bạch Bạch hỏi khuôn tròn 1m2. Tròn 1m2 có giá là 4000 anh nhá, là 4 củ ạ. Có cả chân đôn đấy ạ, chân đôn đấy thì anh về có thể làm bàn uống nước cũng được ạ. Mình chế ra là một cái bộ bàn uống nước nhá. Lục giác to nhất giá bao nhiêu vậy? Anh chuột ngoài đồng ơi, em chỉ có lục giác 60 thôi. Lục giác to nhất thì mẫu 80 thì em lại đang hết mất rồi. Em chỉ còn có lục giác 60 thôi. Chậu tròn 1m2 cả chân đôn. Chân đôn về thì các bác có thể chế ra làm một cái bàn uống nước. Giá của combo là 4000. Giá của lục giác 60 là giá lục giác 60 chân rời là 800 ạ. Giá lục giác 60 chân liền là 1100 ạ. 60 chân rời là 800 anh nhá. Khuôn em nhận được rồi chị nhé. Cảm ơn bạn Phúc Búa. Cảm ơn bạn Phúc Búa vừa rồi đã đặt rất là nhiều hàng. Lục giác 45 x 60 chân đôn liền thì giá bao nhiêu? Anh Trường Hai ơi, lục giác 45 thì giá là 700, lục giác 60 là 800 ạ. Cả chân đôn đi anh, cả chân đôn đó là chân đôn rời đi anh. Lục giác 45 là 700 anh nhá. Có vuông chân rời không? Anh Cao Sơn ơi, em không có vuông chân rời đâu. Vuông thì nó lại đi liền với chân luôn anh ạ. Vuông chân liền anh nhá. Vuông chân liền ạ. Chậu tròn đó bao nhiêu vậy? Anh ơi tròn trước mặt đây là tròn 60 anh nhá. Mẫu tròn 60 đổ úp ạ. Có phải anh hỏi cái tròn đấy không ạ? Tròn đấy là tròn 60 đổ úp anh ạ. Giá của nó là 450 ạ. 450 anh ạ. Phải bật thế này, YouTube phải thế này, không xem được bình luận. Bật cái gì? Thế này, nó có cái chỗ nào đây, chờ em. Có cái chỗ hiện lên, máy của chị Quý nó không hiện lên à? À, cái máy của chị Quý lại không hiện lên. À, đây. Ba cháu này. Đó, nó không phải. Rồi, thế máy chị Quý không muốn. Máy của chị hôm trước lại cũng không hiện lên đâu. Máy của em nó bắt, Samsung bắt chọn là hiện tất cả bình luận nó mới hiện lên. Đây nhá. Chọn tất cả bình luận nhá. Nhiều người xem nhất mấy chị Thiện. 70 người xem. Mấy em bao nhiêu người? 400 người xem. Anh Diệu Hà ơi, chậu tròn 60 thì giá nó là 450 là không có chân đôn đâu. 450 là nguyên chậu anh ạ. Chậu của nó là chậu đổ đáy. Tròn 60 đổ đáy ạ. Mẫu là mẫu trơn.